Tính từ ngày Chủ nhật 15 tháng 8, quân đội Anh đã đưa được khoảng 1.200 người khỏi Afghanistan về Anh, bao gồm cả nhân viên ngoại giao lẫn các công dân Afghanistan nằm trong diện được Anh bảo trợ. Trong số này, khoảng 700 người được sơ tán chỉ trong một ngày 17 tháng 8. Anh đặt mục tiêu sơ tán khoảng 1.000 người mỗi ngày và tốc độ sơ tán sẽ được đẩy nhanh trong những ngày tới. Sau Anh, Đức là nước châu Âu sơ tán được nhiều người nhất từ Afghanistan với trên 1.000 người kể từ ngày 16 tháng 8. Tại Pháp, hơn 500 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan và đặt chân đến Pháp trong vòng 3 ngày qua, trong đó 2/3 là công dân Afghanistan. Italia cho biết cũng đã sơ tán được 500 người. Ngoài các nước lớn tại châu Âu, nhiều nước khác như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary cũng đã tiến hành các chiến dịch sơ tán.